Lê Văn Xuân, số 4 Nguyễn Thanh Bình, số 7 Lê Văn Đô, số 9 Nguyễn Tiến Linh, số 10 Lý Công Hoàng Anh, số 11 Nguyễn Văn Tùng, số 12 Phan Tuấn Tài, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, cầu thủ số 16 Nguyễn Thanh Dũng, số 20 Bùi Hoàng Việt Anh. Văn Toàn đang có được tăng cường cho lưới trẻ của bóng đá Việt Nam để bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Games. Lần tổ chức SEA Games gần đây nhất thì Đông Nam Á năm 2019 trên đất Philippines, đúng sự dẫn dắt của huấn luyện Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã có được tấm huy chương vàng. Đó là giải đấu mà đội tuyển quốc gia Việt Nam đã hai lần đối mặt với đội tuyển quốc gia Indonesia và đều thắng. Như vậy là giải đấu đầu tiên là U23 Việt Nam trong bộ quần áo màu đỏ ở phần sân phía tay phải của nhóm các bạn. Sau khi được lọt vào tới trận chung kết của SEA Games năm 2019 và một lần nữa lại thất bại trước đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo thì bóng đá Indonesia tiếp tục kiên trì với lứa trẻ này. Và một năm trước dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Sintayang, chúng ta đã thấy họ tiến bộ ra sao ở AFF Cup. Đó là giải đấu mà Indonesia không thua đội tuyển Việt Nam. Họ hòa chúng ta trong trận đấu tại vòng bảng với tỷ số 0-0 và sau đó giành quyền lọt vào trận chung kết chỉ để thua đội sau này vô địch giải là Thái Lan. Và với rất nhiều những con người đã tham dự AFF Cup năm ngoái, huấn luyện viên Sintayang cũng như chính các cầu thủ gông tỏ ra rất tự tin với chiến dịch chinh phục đỉnh cao ở SEA Games này. Trong quá khứ, bóng đá Indonesia đã hai lần giành tấm huy chương vàng ở SEA Games, nhưng đó là lúc từ rất lâu rồi, vào năm 1989 và 1991. Kể từ khi môn bóng đá nam ở SEA Games chỉ còn là cuộc chơi của các cầu thủ trẻ, thì Indonesia đã có 3 lần lọt vào trận chung kết nhưng chưa hề có một chiến thắng. Những trận đấu gần đây giữa Indonesia và Việt Nam luôn là những trận đấu có tốc độ rất cao, nhiều sức mạnh và đương nhiên không thể thiếu những tình huống va chạm. Và chúng ta có thể thấy là ngay ở những phút đầu tiên trận đấu này thì đội tuyển Indonesia đã có những tình huống phạm lỗi. Đây là Hùng Dũng. Vẫn là Hùng Dũng, rất khỏe. Văn Xuân. Tiếp tục là một quả đá phạt cho cầu thủ U23 Việt Nam. Lúc này thì đội tuyển chúng ta vẫn đang chơi ép sân, đây cũng là điều dễ hiểu thôi. Chúng ta dù sao vẫn được đánh giá cao hơn với chất lượng cầu thủ trong đội hình. Chúng ta đang là đương kim vô địch của giải đấu và được chơi trên sân nhà trước rất đông các khán giả có mặt trên sân động Việt Trì Phú Thọ ngày hôm nay. Mặt sân ngày hôm nay cũng rất đẹp và đương nhiên là với tất cả những lợi thế đang có thì đội tuyển của chúng ta sẽ nỗ lực để có được lợi thế sớm vươn lên trước cầu thủ U23 Indonesia. Đứng trước bóng đang là đội trưởng Hùng Dũng. Rõ ràng được chơi trong một bầu không khí như này thì chắc chắn là cầu thủ, những người chủ nhà sẽ có được sự hưng phấn nhất định. Và những phút đầu tiên của trận đấu sau khi có được những pha chạm bóng, đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tràn sang phần sân đối phương với một sự hứng khởi. Quả đá phạt của Hùng Dũng. Quả phạt góc bên phía cánh trái cho đội chủ nhà áo đỏ. Người vừa đánh đầu pha bóng là Jawari. Dứt điểm. Cú đá là của Lê Văn Xuân. Pha tranh chấp có lẽ là của Thanh Bình. Không phải. Đó là tình huống phạm lỗi. Vừa rồi là một cơ hội phản công cho đội U23 Indonesia. Và hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam với một chút sơ hở cũng đã kịp thời bọc lót bằng tình huống phạm lỗi ngay từ giữa sân của Thanh Bình. Chúng ta đang chơi ép sân nhưng cũng hết sức cẩn thận và thẻ vàng cho Thanh Bình trong một pha bóng mà nếu như có lẽ trung vệ chúng ta phạm lỗi thì đội tuyển U23 chúng ta sẽ bị một tình huống 2-1 rất nguy hiểm với khung thành của Văn Toàn.
như nói chúng ta đang chơi ép sân, nhưng hết sức phải cẩn trọng với những tình huống phản công của các cầu thủ U23 Indonesia. Ở trận đấu tại vòng bảng của SEA Games năm 2019 trên đất Philippines, U23 Việt Nam cũng là đội đã bị thủng lưới trước sau một tình huống bất cẩn của hàng thủ. Nhưng rồi đó là trận đấu mà chúng ta vẫn có được chiến thắng sau tình huống gỡ hòa của Thành Trung và cú dứt điểm tuyệt đẹp ở những phút cuối của Hoàng Đức. Còn ở trận chung kết năm đó thì chúng ta thắng nhẹ nhàng hơn rất nhiều với cách biệt hai bàn, trong đó có một cú đúp của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, người đủ tuổi để tham dự SEA Games lần này nhưng đáng tiếc là chấn thương đã khiến anh vắng mặt. Với một tình huống chớp thời cơ để có thể phản công và pha dâng cao vừa rồi của đội bóng áo xanh, tôi có cảm giác rằng đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ không chỉ chơi tử thủ như cái cách mà họ đã chơi ở AFF Cup trước đội tuyển quốc gia Việt Nam, đúng không anh Quốc Hưng? Điều này đã được dự báo trước vì những thông tin ở những buổi tập gần đây của các thủ Indonesia thì họ tập tấn công biên rất nhiều, và ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là các cầu thủ Indonesia đang chơi với sơ đồ 4-2-3-1, cũng có thể chuyển đổi thành 4-3-3. Đây là một sơ đồ tấn công khác hoàn toàn với sơ đồ mà đội tuyển Indonesia đã thủ hòa trước đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng của AFF Cup năm 2020. Một trận đấu mà thầy trò huấn luyện Park Seo làm chủ hoàn toàn thế trận. Trận đấu đầu tiên nào một chiến dịch thì nó cũng luôn đi cùng với những khó khăn. Lợi thế có sự cổ vũ của các cổ động viên trên sân Việt Trì cũng kèm theo là áp lực dành cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Quả chơi bóng là của Hoàng Đức. Bên phía đội tuyển U23 Indonesia, tầm cao của trung vệ Arianto là một điểm tựa để có thể chống bóng bổng. Nhưng ở chiều ngược lại thì trong đường xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam vào lúc này có rất nhiều những cầu thủ cao lớn. Nếu Tiến Linh không thể giải quyết được vấn đề với những tình huống bóng bổng thì Thanh Bình hay Bùi Hoàng Việt Anh vẫn có thể sẽ là những phương án khác để có thể giải quyết được những pha bóng tầm cao. Thể hình của Văn Tùng cũng rất ấn tượng. Văn Tùng cũng là một tiền đạo trên cao trên 1m80, và khá lâu rồi thì đội tuyển Việt Nam và cũng như đội tuyển U23 chúng ta mới có được một cặp tiền đạo có thể hình lý tưởng tới như vậy. Chính xác là như thế. Ở SEA Games năm 2019, người đã cặp với Tiến Linh là Hà Đức Chinh, và khẩu súng hai nòng đó đã khai hỏa có thể nói là cực kỳ đều đặn. Bây giờ thì chúng ta chờ đợi xem Tiến Linh và người đàn em của mình là Văn Tùng sẽ chơi cùng nhau như thế nào. Nhưng trước tiên là pha giành bóng của Hoàng Đức. Pha xử lý tốt của Phan Tuấn Tài và đối phương đã phạm lỗi, đó là lỗi của Jauhari. Tài là một những phát hiện rất mới của huấn luyện viên Park Seo trước khi SEA Games này diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Những màn thể hiện của cầu thủ đang thi đấu trong màu áo của đội hạng nhất Đắk Lắk này đã thuyết phục được huấn luyện viên Park Seo đưa anh vào danh sách cuối cùng để tham dự SEA Games. Thậm chí là anh còn chiếm một suất đá chính nơi phía trung vệ lệch trái của đội tuyển U23 chúng ta. Điều đó thể hiện một quan điểm rất rõ ràng của huấn luyện viên Park Hang-seo khi lựa chọn những cá nhân để phục vụ cho chiến dịch SEA Games lần này. Đây là năm mà chúng ta có rất nhiều những nhiệm vụ quan trọng. Sau SEA Games không lâu chúng ta sẽ có vòng chung kết giải U23 châu Á. Và những cầu thủ tham dự SEA Games có một vai trò rất quan trọng, bảo vệ danh hiệu của mình, bảo vệ tấm huy chương vàng của bóng đá nam Việt Nam ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Và trong một chiến dịch ngắn ngày với mật độ thi đấu dày như vậy thì những cá nhân được lựa chọn có xu hướng phải có nền tảng thể hình tốt, có khả năng đa nhiệm. Và Phan Tấn Tài, cầu thủ của câu lạc bộ Viettel cho Đắk Lắk mượn, rõ ràng là một sự lựa chọn, một phát hiện rất kịp thời khi mà Liễu Quang Vinh hay Quang Thịnh bị chấn thương và vắng mặt vào phút chót. Lê Văn Xuân, một bóng rất quyết liệt. Góc phải của U23 Việt Nam lúc này đang thuộc về Lê Văn Đô. Phút thứ 10 của trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia.
trận đấu thuộc bảng A môn bóng đá nam của SEA Games 31. Tỷ số vẫn đang là không đều. Bảng A của môn bóng đá nam tại SEA Games 31 sẽ thi đấu tất cả các trận đấu trên sân Việt Trì của tỉnh Phú Thọ. Ở vòng đấu này còn có một đội bóng khác không thi đấu ở lượt trận đầu tiên là đội tuyển Myanmar. Bảng B của môn bóng đá nam sẽ thi đấu tại sân Thiên Trường của thành phố Nam Định. Và đó là bảng đấu có sự xuất hiện của Thái Lan, một đội bóng luôn khiến chúng ta phải có được sự chú ý. Nhưng trước tiên và lúc này thì bóng đá Việt Nam cần phải giải quyết thách thức đầu tiên ở SEA Games 31, đó là đội tuyển U23 Indonesia. Trận đấu sớm nhất diễn ra tại SEA Games này giữa các cầu thủ U23 Philippines và U23 Timor Leste diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về các cầu thủ Philippines, một trận chiến thắng 4-0. Và qua trận đấu đó thì đương nhiên chúng ta không thể xem nhẹ các cầu thủ U23 Philippines được. Rõ ràng đó cũng là một đối thủ mà chúng ta sẽ phải dành những sự tôn trọng nhất định. Vừa rồi thì chiều cao của trung vệ Arianto đã phát huy. Lúc này thì cái đội vẫn chưa có được cơ hội nào thực sự nguy hiểm đến khung thành của nhau cả. Chúng ta có được một cú dứt điểm từ tuyến hai của Lê Văn Xuân. Đó là một tình huống dứt điểm chất lượng của cầu thủ chơi cánh trái bên phía chúng ta, nhưng đã bị chặn lại bởi một hậu vệ bên phía Indonesia. Trước trận đấu này thì huấn luyện viên Shin Tae-yong đã phàn nàn rất nhiều về chất lượng, về mặt sân tập, về kích thước của mặt sân tập tại Tam Nông. Nhưng trước trận đấu này khi được chơi trên mặt sân Việt Trì thì ông rất hài lòng. Bất kỳ trận đấu nào khi thi đấu với cao thủ Indonesia thì huấn luyện viên Van So luôn tỏ ra khá lo lắng. Tuấn Tài, một pha vào bóng rất quyết liệt của cao thủ Indonesia. Có thể coi 10 phút đầu tiên của trận đấu này là quãng thời gian mà thế trận cân bằng. Nó sẽ là những thách thức không nhỏ cho đội tuyển U23 Việt Nam khi mà đối phương cũng tỏ ra sung sức và sẵn sàng tranh chấp ngay từ giữa sân. Khi chơi với bóng đá Việt Nam ở đấu trường SEA Games, bóng đá Indonesia có những kết quả có thể nói là bất lợi, nhưng họ vẫn luôn tạo ra được những khó khăn. Cách chơi của họ luôn đủ rắn, đủ quyết liệt, đủ hợp lý ở khung giữa sân để tạo ra những thách thức. Vấn đề là đội tuyển U23 Việt Nam, mà cụ thể là trong trận đấu này, sẽ phát huy thế mạnh của mình ra sao, khai thác cơ hội như thế nào để có thể có được kết quả có lợi. Quang Đức, Lý Công Hoàng Anh. Trong số 3 tiền vệ trung tâm trên sân lúc này của đội bóng áo đỏ thì Hoàng Đức đang là người đá thấp nhất. Có thể nói rằng từ giai đoạn SEA Games 2019 cho đến nay thì ở tuyến giữa của bóng đá Việt Nam cấp độ đội tuyển không ai đá đều đặn ổn định bằng Hoàng Đức. Nền tảng kỹ thuật cũng như thể lực của cầu thủ này đủ để anh có thể duy trì được một lối chơi có tính bao quát cao, khả năng kiểm soát tốt và có thể chia sẻ được cả những nhiệm vụ khác với các đồng đội. Và sự trở lại của Hùng Dũng rõ ràng là một tin cực vui cho huấn luyện viên Park Hang-seo cho năm 2022, một năm mà bóng đá Việt Nam có nhiều nhiệm vụ với bóng đá trẻ. Nhưng không chỉ có vậy, chúng ta sẽ còn phải có cuộc chinh phục trở lại với đỉnh cao ở AFF Cup, giải đấu mà cái đây chưa lâu chúng ta đã đánh mất danh hiệu. Đức thì có thể nói đây là một cầu thủ cực hiếm của bóng đá Việt Nam, một cầu thủ thực sự rất toàn diện. Thời gian gần đây thì khả năng tranh chấp sau đó chuyển đổi trạng thái của Hoàng Đức thực sự là một cái vũ khí rất nguy hiểm của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như là đội tuyển U23 Việt Nam.
đối với Hùng Dũng thì rõ ràng anh chính là những mảnh ghép thực sự không thể thiếu được ở các cấp độ đội tuyển. Anh luôn có mặt ở tất cả các điểm nóng, có mặt trên sân. Tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu này là các trọng tài của AFC. Người điều khiển trận đấu, trọng tài chính là một người Hàn Quốc, ông Choi Huynh. Trợ lý thứ nhất là ông Salibayev, người Kyrgyzstan. Trợ lý thứ hai là ông Kenzo Hassan, người Liban. Và trọng tài thứ tư là ông Askanani, người Kuwait. Phan Tuấn Tài. Pha tranh chấp của Fari. Lý Công Hoàng Anh. Bùi Hoàng Việt Anh. Văn Đô. Tiến Linh. Lê Văn Đô thoát vào trong. Vẫn còn. Tiếng còi đã cất lên và đó là lỗi của Lê Văn Đô. Ba trận đấu gần nhất giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia thì chỉ có một trận đấu chúng ta có được chiến thắng tương đối dễ dàng, đó là trận chung kết SEA Games 2019 tại Philippines. Còn hai trận đấu còn lại là trận đấu vòng loại U23 châu Á diễn ra tại Mỹ Đình, chúng ta phải đợi tới những phút bù giờ thì mới có bàn thắng của Triệu Việt Hưng, chúng ta dẫn với tỷ số là 1-0. Và trận đấu vòng bảng là trận đấu mà chúng ta hết sức khó khăn thì phải ngược dòng với những bàn thắng của Thành Trung và Hoàng Đức sau khi bị thua trước ở hiệp 1. Bàn thắng của Hoàng Đức là một bàn thắng rất đẹp ở phút 90+1. Đường truyền là của Hoàng Đức. Hơi mạnh một chút so với đà di chuyển của Tiến Linh. Người đã cắt được hướng tấn công vừa rồi của Tiến Linh là trung vệ đội trưởng Arianto bên phía U23 Indonesia. Tại kỳ SEA Games này có lẽ vị trí tiền đạo là một những vị trí mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lo lắng nhất. Chúng ta có 3 tiền đạo vào lúc này, đó là Tiến Linh, Văn Tùng và Hồ Thanh Minh. Và trước giải đấu này thì cũng đã có những thông tin về chấn thương của Tiến Linh. Cuối cùng ngày hôm nay thì anh cũng đã có tên trong đường xuất phát với sơ đồ 3-5-2 của đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng ta cùng cầu mong cho Tiến Linh có được thể trạng tốt nhất để cùng các cầu thủ đàn em của mình chơi thật tốt ở giải đấu năm nay. Chúng ta sẽ phải bước qua Indonesia ngay ở trận đấu đầu tiên và sự có mặt của Tiến Linh trên hàng công sẽ là một việc rất tốt cho cao thủ của chúng ta. Đấy là Hoàng Đức, Việt Anh! Chắn là cầu thủ Indonesia không thể quên được tình huống nâng tỷ số lên 2-1 của Hoàng Đức trong trận đấu mà họ đã dẫn bàn trước trong hiệp đấu đầu tiên trên sân vận động Rizal tại Philippines. Một tuyệt phẩm sút xa ở phút thứ 91 cũng ở một cự ly như thế này, một cú demi volley làm cháy lưới của thủ thành Quintana. Hoàng Đức vừa cướp bóng và sộc thẳng vào khu trung lộ của đối thủ để thực hiện cú dứt điểm. Một pha bóng táo bạo cần thiết ở thời điểm mà sự kết nối của U23 Việt Nam là chưa đủ tốt. Từ khung giữa sân, đội tuyển U23 Indonesia vẫn đang duy trì được một sự tập trung ở mức độ cao. Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của đội bóng áo xanh như số 6 McClock đang đeo bám các nhân vật trụ cột của U23 Việt Nam bằng một khả năng ở mức độ hợp lý nhất. Họ chưa cần phải tạo ra những tình huống tranh chấp có nhiều lỗi. Như vừa rồi là lỗi của một cầu thủ bên phía Indonesia, đó là Sadin Ramdhani đã phải nhận thẻ sau khi tranh chấp có lỗi với Hùng Dũng. Có nhiều thông tin cho rằng là Ramdhani sẽ phải trở về phục vụ cho câu lạc bộ của anh tại giải vô địch quốc gia Malaysia ngay sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia kết thúc. Đây là một cầu thủ quan trọng trong màu áo của cấp câu lạc bộ. Anh đang thi đấu tại Sabah tại giải vô địch quốc gia Malaysia
đội đang đứng thứ hai. Lê Văn Xuân tạt bóng, pha bóng tốt của Lê Văn Xuân. Eki Maulana khá hay, rất tốt. Và đánh chặn hay của Tuấn Tài. Hoàng Đức tốc độ, Lý Công Hoàng Anh rất hợp lý, đường chuyền ngang, go vào. Thật khó tin là trong tình huống vừa rồi chúng ta không có bàn thắng. Đường chuyền phản công có thể nói là xuất sắc của Hoàng Đức được tiếp nối bằng một pha bóng rất táo bạo của Lý Công Hoàng Anh. Nhưng đường chuyền cắt ngang mặt khung thành đối phương lại không được Văn Tùng kết thúc bằng một pha chạm bóng hợp lý. Chúng ta cùng xem lại cơ hội bị bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc của đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng ta đã thấy được rõ hơn lý do tại sao Văn Tùng không chạm được bóng. Đã có pha chạm chân của Arianto ở khoảnh khắc cuối cùng. Ít nhiều thì chúng ta cũng đã nhận thấy được trong cơ hội nguy hiểm đầu tiên mà đội tuyển U23 Việt Nam có được. Đó là bản lĩnh, là chất lượng chơi của những cá nhân có kinh nghiệm. Lý Công Hoàng Anh ở lứa tuổi U23, nhưng đó là một thành viên đã từng được khoác áo đội tuyển quốc gia. Vừa rồi có thể coi là một tình huống mà hàng phòng ngự của Indonesia đã gặp may mắn khi mũi giày của trung vệ Arianto đã cứu thua cho U23 của Indonesia. Chỉ một chút nữa thôi thì chúng ta đã tiến tới được bàn thắng đầu tiên của giải đấu này rồi. Khá tiếc cho pha chuyền bóng của Lý Công Hoàng Anh, và Văn Tùng cũng đang ở một vị trí rất ấn tượng. Pha bóng thoát đi vừa rồi của Lý Công Hoàng Anh làm chúng ta có thể nhìn nhận lại những gì mà anh thể hiện trong trận đấu tập thứ hai của U23 Việt Nam cùng U20 Hàn Quốc. Những pha thoát đi của Lý Công Hoàng Anh trong trận đấu đó thực sự là một điểm nhấn. Ở hiệp 11 thì chúng ta đã biết điểm xuất phát của U23 Indonesia vẫn không có được những cái tên được coi là cực kỳ quan trọng. Đó là Witan Sulaiman và đó chính là Asnawi Baha. Đó là những thành viên tập trung muộn của đội tuyển U23 Indonesia, và có vẻ như thể lực của họ chưa thực sự đảm bảo để có thể đá chính ngay trong trận đấu đầu tiên này. Eki là cầu thủ sớm sang châu Âu chơi bóng, nhưng anh không thành công lắm với những gì thể hiện ở Ba Lan. Gần đây thì có vẻ như Eki đã tìm được cảm giác chơi cần thiết khi có mặt thường xuyên hơn ở Zaborik Slovakia. Eki và Witan Sulaiman là hai cầu thủ tương đối quan trọng cho màu áo của Senica. Đội bóng đang chơi tại giải vô địch quốc gia Slovakia. Đặc biệt là với Eki Maulana. Vị trí của Maclock là một vị trí mà huấn luyện viên Sitayong đã quyết định loại một tiền vệ rất hay, đó là Ivan Jaya. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup, cũng như là ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển U23 của Indonesia tại kỳ SEA Games trước. Và tại kỳ AFF vừa diễn ra thì anh cũng đã có 3 bàn thắng cho màu áo của đội tuyển Indonesia. Đây là Tiến Linh, Đường Việt Anh sút xa quá nhẹ, nhưng đó cũng là một pha xử lý táo bạo của trung vệ bên phía đội tuyển U23 Việt Nam. Bóng đã khẽ chạm chân một cầu thủ Indonesia và giảm lực đi rất nhiều. U23 Indonesia vẫn đang duy trì sự tập trung, sự đông đảo cao thủ bên phần sân nhà mỗi khi không có bóng. Việc huấn luyện viên Sitayang có sự cẩn trọng trước năng lực của U23 Việt Nam là điều tất yếu.
nhưng họ cũng đã bộc lộ ý tưởng chơi phản công, cú ra đòn nhanh với tốc độ cao và sự linh hoạt của cầu thủ ở phía trên. Nửa đầu của hiệp 1 đã diễn ra với một nhịp độ vừa phải. Cơ hội lớn nhất thuộc về đội tuyển U23 Việt Nam với đường căng ngang của Lý Công Hoàng Anh. Đáng tiếc trong pha bóng đó, đội chủ nhà áo đỏ đã không thể có được pha kết thúc. Trong đội hình của cao thủ U23 Indonesia còn sót lại trong trận chung kết SEA Games 30, còn lại những cái tên như là Wita Sulaiman, Egi Maulana và Sadin Ramdhani. Và ngày hôm nay thì cả ba đang đá chính. Văn Tùng và đổi hướng không chính xác của Văn Tùng, đó là cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Thế thì trước khi SEA Games này diễn ra khoảng 2 tháng, không nhiều người nghĩ rằng Văn Tùng có thể có tên trong danh sách cuối cùng của huấn luyện Park Hang-seo. Nhưng có lẽ là những chấn thương của cao thủ trên hàng công như là Trần Văn Đạt đã khiến cho Văn Tùng có được cơ hội ở những trận giao hữu, và khi có được những cơ hội nhỏ nhất thì tiền đạo bên phía câu lạc bộ Hà Nội đã nắm bắt một cách nhanh, và cuối cùng thì anh cũng đã thuyết phục được huấn luyện Park Hang-seo và có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng tại SEA Games này. Thậm chí anh còn được đá chính ở trận đấu đầu tiên này. Rất hay. Và đánh chặn chính xác của Thanh Bình. Đây là Bằng Đức. Những thành viên của câu lạc bộ Viettel đang chơi với một chất lượng ổn định trong màu áo của U23 Việt Nam. Tiến Linh chân trái. Rất nguy hiểm. Bằng Đức. Cao chân. Lỗi của Văn Tùng. Một tình huống ham bóng của số 11 bên phía đội bóng áo đỏ. Trước đó thì chúng ta đã thấy Tiến Linh thử vận may của mình bằng một cú dứt điểm từ xa. Trong khuôn khổ vòng loại của World Cup 2022, khi hai đội tuyển quốc gia Việt Nam và Indonesia đối mặt nhau ở hai lượt đi và về, thì Tiến Linh trận đấu nào cũng có một bàn thắng. Lượt đi đội tuyển Việt Nam thắng trên sân đối phương với tỷ số 3-1. Bàn thắng của Tiến Linh là bàn thắng cuối cùng. Còn trận lượt về thắng đậm hơn với tỷ số 4-0, Tiến Linh mở tỷ số. Rõ ràng là với việc Tiến Linh có được thể trạng tốt sẽ giúp cho hàng công của đội tuyển U23 Việt Nam có được sự tự tin hơn ở những trận đấu và những giải đấu giao hữu trước thềm SEA Games. Thì hàng công là một nỗi lo rất lớn đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta không có được những bàn thắng tại giải đấu giao hữu bên Dubai, trận đấu mà hàng công không ghi nổi một bàn thắng nào, và ngay cả hai trận đấu gặp các cầu thủ U20 Hàn Quốc thì mỗi trận đấu cũng chúng ta cũng chỉ ghi được một bàn. Đối phương chuyền bóng hỏng. Văn Xuân. Phan Tuấn Tài. Văn Xuân. Hoàng Đức. Chất lượng kỹ thuật của Hoàng Đức rõ ràng là một sự vượt trội, khác biệt rất nhiều so với phần còn lại. Đã khá nhiều lần trong những phút đã qua, Hoàng Đức bị vây quanh bởi hơn một cầu thủ của U23 Indonesia, nhưng tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam vẫn kiểm soát tốt công việc của mình. Hùng Dũng. Người băng lên là Văn Xuân. Và phạt góc cho U23 Việt Nam. Rõ ràng là ở những phút vừa qua thì hàng tiền vệ của chúng ta chơi tốt hơn
cái việc ép sân và tạo ra được một số cơ hội về phía ông thành của thủ môn Adisachio. Người đá phạt góc đó là Lê Văn Xuân. Đánh đầu hơi cao một chút so với đà băng vào của Thanh Bình. Bàn thắng cuối cùng của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 vào lưới của đội tuyển Nhật Bản thuộc về Thanh Bình. Và đó là pha bóng mà Thanh Bình cũng như Bùi Hoàng Việt Anh trong lần đầu được đá chính cùng nhau ở đội tuyển quốc gia đã cùng phối hợp để đánh bại sự chống đỡ của Yoshida, một trung vệ tên tuổi bóng đá Nhật Bản. Rõ ràng là tầm vóc của những cầu thủ thuộc lứa trẻ bóng đá Việt Nam như Thanh Bình hay Bùi Hoàng Việt Anh là một sự cải thiện cực kỳ cần thiết cho bóng đá Việt Nam. Và đó cũng là lý do mà họ vững vàng trong vai trò của những trụ cột ở đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games lần này. Nếu như ở lần đầu xuất hiện tại vòng loại World Cup, Thanh Bình gặp khó khi mắc những sai sót ở trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc, thì rồi sau đó những lần xuất hiện tiếp theo đã đem đến sự tự tin đáng kể cho những cầu thủ như Thanh Bình. Và bây giờ thì chúng ta đang có một lứa trẻ ở SEA Games nhìn chung là rất vững vàng về mặt thể hình, chững chạc về phong cách. Tất nhiên đây là trận đấu mà chúng ta vẫn đang có những khó khăn nhất định khi công phá khung thành đối phương, nhưng cũng cần phải thấy rằng đây là lúc mà chúng ta phải đối mặt với một đội Indonesia cũng không kém phần từng trải, dù cũng là những người ít tuổi. Đội xuất phát của Indo ngày hôm nay có tới 5 cầu thủ đã ra quân trong trận đấu mà đội tuyển Indonesia hòa đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng của AFF Cup năm 2020. Và vừa rồi tiếp tục lại là một pha phạm lỗi nữa của cầu thủ Indonesia. Và cầu thủ phạm lỗi đó là Rachmat Irianto, một trong hai tiền vệ trung tâm của Indonesia trong trận đấu này, cùng với Ricky Kamboja. Quả đá phạt có khoảng cách cỡ khoảng 26 mét. Liệu đây có phải là một cơ hội dành cho Hoàng Đức hay không? Bóng được đặt chếch bên phía cánh phải, tức là thuận cho cái chân trái của Hoàng Đức. Một đường chuyền, pha phối hợp không ăn ý. Người vừa chuyền bóng là Văn Xuân. Lý Công Hoàng Anh là người vừa can thiệp. Lỗi của Zawahiri. Không phải, đó là pha phạm lỗi của Firza Andika. Tuấn Tài đang rất đau. Tuấn Tài là một cầu thủ đa năng, anh có thể chơi được ở vị trí trung vệ cánh trái cũng như là vị trí tiền vệ cũng như là hậu vệ cánh trái trong sơ đồ 3-5-2 của đội tuyển U23 Việt Nam. Và đương nhiên lúc này với việc Tuấn Tài đang tỏ ra rất đau thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ rất lo lắng với vị trí này. Chúng ta không có quá nhiều những sự lựa chọn ở giải đấu năm nay, đặc biệt là ở vị trí trung vệ lệch trái. Chúng ta còn Nhâm Mạnh Dũng, nhưng như đã biết thì Nhâm Mạnh Dũng thực tế là một tiền đạo. Nếu như lúc này hàng thủ của chúng ta có thêm Đoàn Văn Hậu nữa, thực sự là một điều không thể tuyệt vời hơn. Một hàng thủ có những cầu thủ cao trên 1m85, Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình và Đoàn Văn Hậu. Một hàng thủ có thể hình thực sự rất tuyệt vời. Thay người rồi. Tuấn Tài đã khóc anh Tùng ạ. Vâng, thực sự đó là một pha tranh chấp rất đáng tiếc. Và đây không phải là lần đầu chúng ta phải đối mặt với hình ảnh này khi giáp mặt bóng đá Indonesia. Chúng ta cùng lại xem lại pha tranh chấp dẫn đến chấn thương của Tuấn Tài. Thực sự đó là một pha bóng mà nếu như trọng tài có rút ra một tấm thẻ màu đỏ thì cũng không có gì là quá nặng, vì ý đồ chơi của cầu thủ đối phương rõ ràng là không lành chút nào.
Chúng ta sẽ cùng cầu mong cho Tuấn Tài không làm sao cả. Cơ hội cho cầu thủ Việt Nam. Hoàng Đức. Thực sự mỗi lần Hoàng Đức cầm bóng xem rất thích mắt. Đánh đầu của Văn Tùng. Nhưng đương nhiên là với những tình huống đánh đầu như vừa rồi thì không thể trở thành một cơ hội nguy hiểm được. Chúng ta đang chơi với cặp tiền đạo ở phía trên đã khá lâu rồi, bóng đá Việt Nam mới chơi theo phong cách này. Và cả hai tiền đạo trên sân đều là những người có tầm vóc. Bóng bầu cũng có thể là một giải pháp, nhưng tôi chờ đợi những pha phối hợp, những pha di chuyển kéo người của hai cá nhân này để tạo ra sự kết nối, tạo ra những tình huống có cơ hội. Thực tế thì Văn Tùng và Tiến Linh lại là hai cầu thủ có lối chơi tương đối giống nhau, nhưng tôi thấy rằng ở thời điểm hiện tại huấn luyện viên Park Seo cũng không có quá nhiều những sự lựa chọn có thể tốt hơn nữa. Hồ Thanh Minh là một cầu thủ có thể bù đắp được cho Tiến Linh cũng như Văn Tùng, nhưng có lẽ là kinh nghiệm cũng như là khả năng của cầu thủ này rất khó để huấn luyện viên Park Seo xếp cho anh chơi trong đội chính thức. Và tiếp tục là một thẻ vàng nữa dành cho cầu thủ Indonesia, và chúng ta sẽ cùng xem thẻ vàng dành cho ai. Như vậy là thẻ vàng dành cho cầu thủ số 18 Johari với tình huống kéo người với trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Lúc này thì mỗi đội đã phải nhận hai thẻ vàng. Bên phía Việt Nam là Thanh Bình và Nguyễn Văn Tùng. Còn cầu thủ U23 Indonesia đó là Sadi Samdani và Johari. Rất thoáng, Lê Văn Xuân tạt bóng. Lý Công Hoàng Anh và Cùng Dũng vừa chơi có thể nói là rất hay ở giữa sân, nhưng quả tạt vừa rồi không đem đến một cơ hội thực sự cho cặp tiền đạo phía trong. Những tình huống tạt bóng cuối cùng vẫn là vấn đề mà có lẽ Lê Văn Xuân phải cải thiện rất nhiều. Trong trận đấu giao hữu lượt về gặp cao thủ U20 Hàn Quốc thì cánh trái của chúng ta có rất nhiều bóng và người có bóng chính là Lê Văn Xuân. Nhưng điểm đến từ những quả tạt của cầu thủ này thực sự là chưa ấn tượng. Trong những buổi tập gần đây của cao thủ U23 Việt Nam thì Lê Văn Xuân được huấn luyện viên Park Seo đã cho tạt bóng rất nhiều ở những tình huống tạt bóng cuối cùng. Thực tế vừa rồi cũng là một tình huống tạt bóng không đến nỗi tệ vì cũng đã tìm đến được địa chỉ của các tiền đạo bên phía Việt Nam. Nhưng rõ ràng là hàng thủ của Indonesia chơi vẫn rất vững vàng. Và Egi Maulana là cầu thủ phải nhận thẻ vàng tiếp theo bên phía U23 Indonesia. Thoát xuống biên và thực hiện những quả tạt. Khi mà phía trong có cặp đôi tiền đạo không hề kém cỏi về mặt tầm vóc, đó là một giải pháp hợp lý. Nhưng chúng ta cần phải có được độ chuẩn mực ở mức độ cao hơn, có tính quy ước rõ rệt hơn từ điểm tạt cũng như điểm xuất hiện của các mục tiêu ở phía trong. Người vừa chuyền bóng là Klopp. Quả tạt bên phía U23 Indonesia khá nguy hiểm. Pha can thiệp là của Thanh Bình. Một pha xử lý có phần hơi thiếu chắc chắn. Vừa rồi là một pha vào bóng bằng chân không thuận của Thanh Bình. Và suýt nữa nó là một cơ hội thực sự nguy hiểm đối với Văn Toàn. Người đã phạt góc đó là Mark Klopp. Không an toàn. Một pha ra vào thực sự là không ấn tượng đến từ Văn Toàn. Thực sự là một pha bóng thoát tim đối với các fan mộ của U23 Việt Nam. Văn Toàn mới chỉ quay trở lại sau chấn thương thôi. Và có lẽ những trận đấu căng thẳng như thế này cũng sẽ đôi phần làm cho Văn Toàn có phần căng cứng. Khá nguy hiểm. Và derby volley từ khá xa của cao thủ Indo.
Có thuộc về Adika. Phút thứ 40 của trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia. Chúng ta vừa được xem lại pha bóng phòng ngự không đủ chắc chắn của Văn Toàn. Thủ môn của câu lạc bộ Hải Phòng đã chọn điểm rơi thực sự là không tốt. Bóng này thật may mắn khi Tuấn Tài vẫn có thể tiếp tục thi đấu được ở trên sân anh Tùng ạ. Rất may mắn. Đúng là như thế. Chúng ta hơi thiếu người để có thể chám vào vị trí này nếu như Tuấn Tài không thể tiếp tục chơi. Và nhất là khi mà chúng ta đang duy trì một thế trận cân bằng và thậm chí có thể hiểu là chúng ta đang có một chút bế tắc trước đối thủ lớn ở bảng đấu, thì việc bị bất ngờ sẽ ảnh hưởng đáng kể đến việc lựa chọn những giải pháp chơi tiếp theo. Bùi Hoàng Việt Anh lần này lên rất sát cột cầu môn thứ hai khung thành của đội U23 Indonesia, nhưng pha tiếp cận vừa rồi thì quả thật là cũng rất khó để có thể có được một cơ hội lớn. Với vị trí tiếp cận vừa rồi của Bùi Hoàng Việt Anh thì một đường truyền cắt ngang khung thành đối phương vào trong có lẽ sẽ đem đến một cơ hội lớn hơn cho U23 Việt Nam so với một đường dứt điểm ở góc gần. Lỗi của Văn Tùng. Sự đây là những tình huống rất rất quen thuộc mỗi khi đội tuyển Indonesia và Việt Nam gặp nhau ở các cấp độ. Chúng ta có thể thấy là sau khi Văn Tùng có một tình huống phạm lỗi hết sức bình thường với McLaughlin thì Irianto đã có một pha bóng không đẹp tiếp sau đó, và cầu thủ đây trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Đã cùng xem pha bóng này, một hành vi rất không đẹp của Irianto. Còn đây là một pha bóng tranh chấp rất bình thường của Văn Tùng, và chúng ta cùng xem cái cách mà Irianto đã có những hành vi từ phía sau đối với tiền đạo của chúng ta. Thật sự không đẹp một chút nào cả. Trong những trận đấu trước đây thì Indonesia thua Việt Nam ở cấp độ đội tuyển cũng như là U23 thường đến từ những trận đấu mà Indo họ không chơi bóng đá. Họ đã nghĩ quá nhiều tới việc chơi rắn với các cầu thủ của chúng ta và gần như bỏ chơi bóng, dẫn tới việc cầu thủ Indonesia đã bị thủng lưới, mất thế trận và thậm chí thua những trận đấu rất đậm, những trận đấu đội tuyển thua với tỷ số 0-4 và sau đó là những trận đấu mà đội tuyển U23 của Indonesia thua chúng ta với tỷ số 0-3 trong trận chung kết SEA Games. Văn Xuân. Này thì cầu thủ nhập tịch của U23 Indonesia McLaughlin đang chơi ở vị trí tiền vệ box to box. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên thì tỷ số là không đều, một chút tiếc nuối cho đội tuyển của chúng ta khi mà cơ hội ngon ăn nhất được Lý Công Hoàng Anh đã tạo ra cho Văn Tùng, nhưng rất đáng tiếc ở một chút may mắn nào đó thì đội tuyển U23 của chúng ta không có được bàn thắng. Và ngay trong hiệp đấu thứ hai thì đội tuyển chúng ta cũng đã cố gắng làm sao để có được thế trận tốt nhất trước cao thủ U23 Indonesia. Chắc chắn là sẽ chưa có bất kỳ một sự thay đổi người nào bên phía đội tuyển U23 Việt Nam cả. Trong hiệp 1 thì cầu thủ U23 Indonesia chơi khá rắn, những pha vào bóng đã khiến cho các cầu thủ của chúng ta bị đau. Như vậy là có sự thay đổi người của đội tuyển U23 Việt Nam. Cầu thủ vào sân đó chính là Nhâm Mạnh Dũng. Nhâm Mạnh Dũng vào sân để thay cho Nguyễn Văn Tùng. Một sự thay đổi người tương đối hợp lý. Rõ ràng là ở giải đấu hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo không có nhiều sự lựa chọn, đặc biệt là nơi hàng công. Nhâm Mạnh Dũng trong một quãng thời gian rất dài có mặt trong đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam thường chơi ở vị trí trung vệ lệch trái. Nhưng có lẽ là màn trình diễn tương đối ấn tượng trong màu áo của Viettel tại Cúp Quốc gia đã khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo nghĩ lại
trong bối cảnh mà hàng công của đội tuyển U23 Việt Nam gặp rất nhiều những chấn thương cũng như là cầu thủ không đạt được phong độ cao trước giải đấu này. Bên phía đội tuyển U23 Indonesia sau hiệp 1 cũng có một sự thay đổi người. Số 13 Arian vào thay cho số 13 Rekman Irianto. Hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu. Ở hiệp 2 của trận đấu này thì đội tuyển U23 Việt Nam ở phần sân phía tay trái mà nhỏ các bạn. Như vậy là những phút tiếp theo thì hàng công của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có sự có mặt của Nhâm Mạnh Dũng, một cầu thủ cao lớn khác bên cạnh Tiến Linh. Và có thể là chúng ta sẽ tiếp tục chơi tấn công biên. Lý Công Hoàng Anh. Tiếp tục là Lý Công Hoàng Anh. Quá người. Vẫn còn. Cơ hội đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam trong hiệp thi đấu thứ hai vẫn thuộc về Lý Công Hoàng Anh, cũng giống như những gì mà chúng ta đã có ở hiệp 1 với pha thoát đi chếch bên phía cánh trái. Sự táo bạo của Lý Công Hoàng Anh, sự sung sức của một cầu thủ ở lứa tuổi trẻ nhưng có được sự dày dạn của một người đã từng chơi cho đội tuyển quốc gia đã đem đến những khoảnh khắc như chúng ta đã thấy. Trong phần lớn thời gian chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games này, đã không ít lần có những nghi ngại cho phong độ của Lý Công Hoàng Anh. Nhưng chỉ cần một trận đấu cuối cùng, trận kiểm tra đội hình chính với đội tuyển U20 Hàn Quốc, người ta đã nhìn thấy một Lý Công Hoàng Anh có chất lượng đúng với những gì mà mọi người vẫn đang chờ đợi. Và thực sự thì ở những phút đã qua của trận đấu, Lý Công Hoàng Anh là một trong những người đá tốt nhất bên phía đội bóng áo đỏ. Và đánh đầu của Tiến Linh. Có Tiến Linh ở trên sân, chúng ta sẽ có cơ hội. Nhưng cũng có thể thấy là trung vệ Arianto bên phía U23 Indonesia cũng là một cầu thủ quan trọng tới như thế nào nơi hàng thủ của đội khách. Và căn mặt rất hay của Tiến Linh. Có vẻ như đây là lúc mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã hoán đổi vị trí của hai hậu vệ biên. Lê Văn Xuân đang sang bên phải và Văn Đô đảo sang bên trái. Những quả tạt của Văn Xuân bên phía cánh trái trong hiệp 1 là chưa đủ để tạo ra những cơ hội thực sự. Và với pha bóng vừa rồi thì mọi chuyện đã có được sự khác biệt, có sự cải thiện đáng kể. Đây là điều tương đối dễ hiểu vì rõ ràng Lê Văn Xuân là cầu thủ cận chân phải. Và khi anh phải sang cánh trái thì những chất lượng ở những đường tạt bóng cuối cùng ở chân không thuận sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tiếp tục là lỗi của cầu thủ Indonesia. Người phạm lỗi đó là Fiza Andika. Như vậy là cả hai cầu thủ đã rời sân của Việt Nam cũng như là Indonesia trong hiệp thi đấu thứ hai này đều là những cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng trong hiệp 1. Nguyễn Văn Tùng bên phía U23 Việt Nam và cầu thủ Rekman Irianto bên phía U23 Indonesia. Có thể nhận thấy là các cầu thủ Indonesia vẫn đang tiếp tục duy trì lối chơi đeo bám rất là quyết liệt, áp sát. Nhưng chất lượng tranh chấp của họ không phải ở mức độ quá tốt. Điều đó chúng ta có thể nhìn thấy trong những tình huống phạm lỗi của họ, số thẻ vàng mà họ đã phải nhận cho đến lúc này. Trong chỉ riêng hiệp 1 thôi thì Indonesia đã phải nhận tới 4 thẻ vàng, một con số rất lớn. Và ngay ở những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai này thì các cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta đang tràn ra phần sân của đội khách và liên tiếp tạo ra được những cơ hội. Hoàng Đức đánh đầu không được. Và ra vào chính xác của thủ thành Adisanchio. Vẫn là cơ hội. Đánh đầu vừa rồi đó là Nhâm Mạnh Dũng. Nhâm Mạnh Dũng cũng là một cầu thủ có thể hình rất ấn tượng. Anh cao trên 1m80. Trong hiệp đầu tiên có thể nhìn thấy rằng chiến thuật của cao thủ Indonesia là vô cùng rõ ràng. Lần đầu tiên chúng ta có thể thấy là tiền vệ Ricky Kamboya chơi ở một vị trí rất khác so với anh ở những trận đấu trước đây, ở kể cả cấp độ đội tuyển Indonesia cũng như là cấp độ U23 Indonesia. Kamboya Ricky chơi ở vị trí cao nhất nơi hàng tiền vệ, có lẽ không phải là để phát triển tấn công mà là ở một vị trí anh đã theo chặt Hoàng Đức, gần như không cho ngòi nổ bên phía chúng ta có được một khoảnh khắc nào thư giãn nhất trong hiệp đấu đầu tiên. Nhưng chúng ta có thể thấy là Hoàng Đức vẫn có thể thoát đi được sự kèm cặp của Ricky Kamboya và tung cho Lý Công Hoàng Anh một đường truyền trong hiệp 1. Và đó chính là cơ hội nguy hiểm nhất của chúng ta
kể từ đầu trận đấu. Không được, vẫn là những tình huống tấn công rời rạc của cao thủ Indonesia. Trong hiệp 1 thì Pisa Adika có một pha vào bóng rất quyết liệt đối với trung vệ lệch trái của chúng ta, đó là Tuấn Tài, và bóng xứng đáng nhận thẻ. Vẫn là cao thủ Indonesia. Và phòng ngự rất hay của Bùi Hoàng Việt Anh. Hiệp 1 chúng ta kiểm soát bóng nhiều hơn và hiệp 2 cũng vậy. Hùng Dũng, và xử lý rất hay của Đỗ Hùng Dũng. Đường chuyền của Lê Văn Đô. Cho lúc này của trận đấu thì chúng ta vẫn nhìn nhận rất rõ cách tiếp cận của cả hai bên. Trong khi đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo thì đang cố gắng kiểm soát trận đấu để khai thác thế trận có lợi trên sân nhà, và qua đó tìm kiếm những tình huống có thể ghi bàn, tìm kiếm những điểm số đầu tiên ở chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Games. Trong khi đó thì U23 Indonesia có xu hướng chơi theo cách đeo bám và phá ý tưởng chơi của đội tuyển U23 Việt Nam nhiều hơn là cố gắng tổ chức những tình huống kết nối, tổ chức những tình huống phối hợp để có thể có được những kết quả tốt. Họ không phải là không có mong muốn để có thể hướng lên phía trước với một ý tưởng tấn công, nhưng thực tế cho thấy là tâm lý của bất cứ một đội bóng nào cho trận đấu đầu tiên của một chiến dịch lớn thì cũng đều có những khó khăn, nhất là với bóng đá trẻ, và Indonesia thì đương nhiên không phải là một ngoại lệ. Họ cũng căng thẳng, và những pha phối hợp có phần vội vã của cầu thủ áo xanh khi đẩy là đã khiến cho họ không có được nhiều những pha bóng đủ chất lượng. Thực tế thì những trận thua của Indonesia trong mọi cấp độ trước đội tuyển Việt Nam chúng ta ở thời gian gần đây đã khiến cho các thủ Indo có phần nào đã thay đổi cách chơi. Vừa rồi là pha mất bóng của Lý Công Hoàng Anh. Egi Maulana vẫn là cao thủ Indo dứt điểm. Tiếp tục là pha phòng ngự xuất sắc đến từ Thanh Bình. Một trận đấu mà Thanh Bình đang chơi ổn. Pha xuống bóng của Ivan Johari, cầu thủ cũng đã phải nhận thẻ vàng ở hiệp 1. Vừa rồi là một tình huống căng ngang nửa chuyền nửa sút của tiền đạo bên phía U23 Indonesia. Một pha xoạc bóng chất lượng đến từ trung vệ Thanh Bình. Chúng ta sẽ phải cẩn trọng ở những pha cố định như thế này, khi mà trong hiệp 1 thì Văn Toàn cũng đã có một lần ra vào không chính xác. Người đá phạt là McCulloch. Bóng vừa chạm đầu của Tiến Linh. Phan Tuấn Tài. Sau pha va chạm của Tuấn Tài và Fiza Adika trong hiệp 1, đã có những giọt nước mắt của trung vệ lệch trái bên phía chúng ta vì quá đau. Chúng tôi cũng đã tưởng là Tuấn Tài không thể tiếp tục thi đấu ở trận đấu này, nhưng rất may là anh vẫn có thể có được thể trạng để có thể có mặt ở trên sân, và đó là điều rất may mắn cho chúng ta ở thời điểm hiện tại. Tiến Linh mở bóng tương đối hợp lý. Văn Đô cú thả bóng. Nhật Mạnh Dũng. Người chạm bóng cuối cùng là Tiến Linh. Nhưng trước đó thì các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đều đã chơi có thể nói là chính xác. Tiến Linh là người mở đầu cho pha tấn công vừa rồi với đường mở bóng bên phía cánh trái. Lê Văn Đô thoát đi và thả quả bóng có thể nói là vừa tầm cho Nhâm Mạnh Dũng, người vào sân từ ghế dự bị, tiếp tục tạo ra được sự khác biệt. Và khoảnh khắc quan trọng nhất thì Tiến Linh là người đã kết thúc chính xác để đem đến bàn mở điểm cho đội tuyển U23 Việt Nam. Điều mà chúng ta đã chờ đợi hơn một hiệp đấu cuối cùng cũng đã đến. Xứng đáng, rất xứng đáng thôi anh Tùng ạ. Với những gì chúng ta đã thể hiện trong hiệp 1 cũng như là hiệp 2 trận đấu này, chúng ta cầm nhiều bóng hơn, tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Đặc biệt là chúng ta có thể nhìn thấy sự khát khao của hàng công chúng ta trong những phút đầu tiên của hiệp 2 này. Tiến Linh chính là người mở màn cho pha bóng này. Nhưng chúng ta nhìn pha đi bóng và chuyền bóng của Lê Văn Đô,
và những sự thay đổi vị trí trên sân của huấn luyện viên Park Seo đã có phát huy tác dụng. Không có lỗi việt vị nào của Nhâm Mạnh Dũng trong tình huống này cả, và chúng ta cùng xem ai là người chạm bóng cuối cùng. Tiến Linh là người chạm bóng cuối cùng chứ không phải là chân của hậu vệ Indonesia. Pha chuyển bóng quá hay của Lê Văn Đồ. Tiến Linh, một pha đệm lòng chính xác. Chúng ta tăng cường hàng tấn công bằng một cầu thủ cao to, nhưng không phải là tình huống tấn công bóng bổng đâu cả. Một pha phối hợp ở đoạn ngắn với những cú thả bóng vào khe có thể nói là cực kỳ chính xác của cầu thủ áo đỏ đã làm nên chuyện. Sự khác biệt giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia cuối cùng đã được thể hiện qua bàn thắng vừa rồi. Với bàn thắng này có lẽ là trận đấu sẽ cởi mở hơn và chúng ta sẽ chơi dễ dàng hơn trước một Indonesia chơi từ thủ trong hiệp đấu đầu tiên. Những sự thay đổi người ngay lập tức phát huy tác dụng của huấn luyện viên Park Hang-seo, và cả những sự thay đổi về vị trí trên sân nữa, với việc Văn Đô được đẩy ra ghế là cánh trái và Văn Xuân chơi ở phía cánh phải. Một pha đi bóng quá hay của Lê Văn Đô và pha chuyền bóng điểm 10 của anh đã tạo ra cơ hội cho Nhâm Mạnh Dũng chuyền bóng cho Tiến Linh mở tỷ số trận đấu này. Đây là tốc độ của Tiến Linh. Được. Có một cầu thủ của U23 Việt Nam đang bị chuột rút ở trên sân. Sau một hiệp đầu không thành công với những tình huống cuối cùng, thì huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự cũng đã tìm ra được một giải pháp, và phải nói rằng sự may mắn đã đi cùng với những thay đổi đó. Nhưng bao giờ cũng vậy, sự may mắn thì luôn luôn phải đi cùng với những đội bóng mạnh. Và những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai, U23 Việt Nam đã dồn lên với một áp lực lớn, thể hiện quyết tâm rất cao, và cách đá đó rõ ràng là phù hợp. Chúng ta chớp được thời cơ đẩy đối phương vào thế chân tường và có được một bàn thắng mang tính quyết định. Tôi nghĩ rằng bàn thắng này cho dù mới chỉ là bàn thắng đầu tiên thôi, nhưng nó mở ra rất nhiều điều cho đội tuyển U23 Việt Nam, không phải chỉ là trận đấu này đâu. Chính xác là như vậy, chúng ta đã có được bàn thắng trong một trận đấu tương đối khó. Tiến Long cũng đã sẵn sàng. Cầu thủ bị chuột rút đó là Tuấn Tài, và có vẻ như Tuấn Tài vẫn có thể tiếp tục trận đấu này. Vẫn có những phương án nơi hàng phòng ngự như là Vũ Tiến Long, như là Lương Duy Cương, phần nào đó là cả Dũng Quang Nho nữa. Mark Clock. Lúc này thì Indo không thể chơi thấp được nữa rồi anh Tùng ạ. Bắt buộc họ phải dâng lên thôi. Mọi chuyện có thể sẽ khác đi về mặt thế trận. Khoảng trống dành cho Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng cũng có lẽ sẽ nhiều hơn. Có thể thấy là những tình huống di chuyển vào khoảng trống của Nhâm Mạnh Dũng đúng là một tiền đạo thực thụ. Rõ ràng là với việc huấn luyện viên Park Seo sử dụng Nhâm Mạnh Dũng ở một vị trí trên hàng công cũng là một bất ngờ hết sức thú vị của đội tuyển U23 Việt Nam. Cho dù vị trí thực tế của cầu thủ này tại câu lạc bộ mà anh đang chơi đó là vị trí tiền đạo. Thực ra khi nhìn danh sách của đội xuất phát trong trận đấu này với Văn Tùng trên hàng công, tôi có một chút bất ngờ một chút. Vừa rồi là pha băng lên của Tiến Linh, cú đá góc hẹp đi không chính xác. Khi nhìn Tiến Linh đá cặp với Văn Tùng thì tôi có một chút bất ngờ, nhưng chúng ta có thể hiểu được sự lựa chọn của huấn luyện viên Park Hang-seo cho trận đấu đầu tiên này. Đó là một cơ hội dành cho Văn Tùng, và việc không sử dụng Nhâm Mạnh Dũng hay Hồ Thanh Minh do đội xuất phát ở trận đấu đầu tiên cũng là những phương án dự phòng cho những tình huống như chúng ta đã thấy. Nó phải có phương án 2, phương án 3 cho các trận đấu, cho cả một chiến dịch. Và thực tế là phương án 2 của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với đó là sự điều chỉnh hai hậu vệ biên, cầu thủ chạy cánh. Chúng ta đã ngay lập tức có một tình huống ghi bàn. Thực ra tôi rất thích câu nói của anh Tùng, đó là Indonesia trước khi thủng lưới họ tìm cách phá lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam, và điều đó thực tế hiệp 1 xảy ra rất nhiều. Liên tiếp là những pha phạm lỗi với 4 thẻ vàng, cùng đó là với việc Ricky Kamboya chơi ở vị trí cao nhất nơi hàng tiền vệ, một điều chưa bao giờ xảy ra ở đội tuyển U23 Indonesia cũng như là cấp độ đội tuyển quốc gia cả. Và giờ thì Lý Công Hoàng Anh đang gặp vấn đề, có lẽ là chuột rút thôi, không phải là một vấn đề quá lớn vì chấn thương. Đây là một trận đấu căng thẳng với một cường độ rất cao.
Trong hiệp 1 thì Hoàng Anh là một những cầu thủ có một quãng đường vận động tôi nghĩ rằng tương đối lớn. Những khuôn mặt hết sức quyết tâm của các tuyển thủ U23 Việt Nam chúng ta. Vào năm 2003 khi lần đầu tiên Việt Nam đăng cai SEA Games thì bóng đá nam của chúng ta có mặt trong trận chung kết nhưng chúng ta đã không thể có được tấm huy chương vàng sau khi đã thua đội tuyển Thái Lan bằng tình huống bàn thắng vàng. Đó là một điều tương đối đáng tiếc vì lứa cầu thủ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Alfred Riedel năm đó cũng là một lứa cầu thủ cực kỳ tài năng của bóng đá Việt Nam. Nhưng năm 2022 này khi chúng ta một lần nữa đăng cai SEA Games lần thứ 31 thì hy vọng của chúng ta có lẽ còn lớn hơn nhiều so với cách đây 19 năm. Vì so với thực lực của các đội bóng đá nam tham dự SEA Games lần này thì rõ ràng là đội quân của Liên bang Hang Seo có được sự đầy đặn, chín chắn và có một sự chuẩn bị có lẽ là kỹ càng cho vai trò của đội chủ nhà, vai trò của nhà đương kim vô địch. Như vậy là Lý Công Hoàng Anh có lẽ sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Số 10 của U23 Việt Nam đang gặp vấn đề có lẽ là chấn thương. Hy vọng là chấn thương này không quá nặng vì đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của chiến dịch trên sân nhà của đội tuyển U23 Việt Nam mà thôi. Chúng ta còn rất nhiều những trận đấu khác. Người vào sân để thay cho Lý Công Hoàng Anh sẽ là Huỳnh Công Đến. Một trận đấu mà trận đấu này Lý Công Hoàng Anh cũng là một những cầu thủ có một quãng đường di chuyển khá ấn tượng trong hiệp đấu đầu tiên. Và Indonesia cũng có sự thay đổi người. Cầu thủ vào sân đó là Ronaldo Kawatek, cầu thủ năm nay mới 18 tuổi thôi. Trước giải đấu này thì rất nhiều thông tin đưa ra có phần tương đối sai lệch về cầu thủ này. Nghĩ anh là một cầu thủ nhập tịch nhưng không phải là như vậy. Đây là cầu thủ có bố là người Liberia và mẹ là người Indonesia. Anh sinh ra và lớn lên tại Indo. Một cầu thủ rất trẻ được tung vào sân với 18 tuổi. Tiếp theo, Witan Sulaiman, một những cầu thủ cực kỳ quan trọng của Indonesia và thậm chí cả ở đội tuyển quốc gia nữa cũng đã được huấn luyện viên Shin Tae-yong tung vào sân. Như vậy là những cầu thủ được coi là tốt nhất trên hàng công và lúc này của U23 Indonesia cũng đã được tung vào sân rồi. Trận đấu sẽ hấp dẫn hơn. Ở những phút tiếp theo, họ sẽ phải tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số và họ sẽ phải đẩy cao đội hình. Witan Sulaiman là người vào sân để thay cho Sadin Ramdani, còn người đã nhường chỗ cho Ronaldo là Zawahiri. Một cầu thủ nữa cũng phải ra sân đó là Adika. Cầu thủ vào sân đó chính là Santosa. Santosa là cầu thủ mang áo số 2. Trong khi đó thì Adika là cầu thủ mang áo số 3. Cầu thủ đã có tình huống vào bóng rất nguy hiểm đối với Tuấn Tài của chúng ta trong hiệp đấu đầu tiên. Một tình huống lẽ ra là cầu thủ này phải nhận một thẻ vàng đến từ trọng tài người Hàn Quốc. Rõ ràng là trong lối chơi của chúng ta vẫn có một gì đó trên cơ so với cầu thủ Indo. Đã có một tình huống rất xấu của Witan Sulaiman. Cái cánh tay thừa của số 8 cần phải có những sự khắt khe hơn đến từ các trọng tài. Ta cùng xem lại pha bóng này. Rõ ràng là như vậy. Đây là một lỗi hành vi đôi khi không gây quá nhiều những sự nguy hiểm cho các cầu thủ, nhưng những hành vi như vậy cần phải được ngay gạt bỏ. Trong hiệp 1 thì rõ ràng là cầu thủ Greg Mark Irianto cũng có một hành vi không đẹp đối với Nguyễn Văn Tùng của chúng ta. Lê Văn Xuân rất hay, vẫn là Lê Văn Xuân, chân trái. Pha tránh chấp rất ấn tượng của cầu thủ vừa vào sân Huỳnh Công Đến. Và lúc này thì đến lượt các cầu thủ U23 bên phía Indonesia và vấn đề về thể trạng. Inham Fahmy là người có dấu hiệu bị chuột rút.
Vào thời điểm này ở Phú Thọ, thời tiết vào khoảng 27-28 độ. Đây là một điều kiện thời tiết có lẽ là phù hợp, không quá nắng nóng, không oi bức. Việc các cầu thủ xuất hiện những tình huống chuột rút đơn giản là vì họ đã trải qua những giây phút thi đấu có thể nói là căng thẳng. Tâm lý thi đấu căng thẳng là điều cũng hoàn toàn có thể dẫn đến việc các cầu thủ bị chuột rút. Đây chắc chắn là một trận đấu căng thẳng rồi. Như đã nói và theo nhiều đánh giá của các chuyên gia thì Indonesia, Việt Nam và Thái Lan là những ứng cử viên lớn nhất cho danh hiệu vô địch tại giải đấu hôm nay, đặc biệt là đội chủ nhà U23 Việt Nam. Sau 30 lần tổ chức của Đại hội Thể thao khu Đông Nam Á SEA Games, bóng đá Thái Lan vẫn là nền bóng đá có được nhiều lần đăng quang nhất ở đấu trường này với 16 tấm huy chương vàng. Lần gần đây nhất là vào năm 2017 trên đất Malaysia, đứng thứ hai trong danh sách bảng vàng của môn bóng đá nam ở SEA Games là đội tuyển Malaysia. Kể từ khi môn bóng đá nam ở SEA Games chỉ còn là cuộc chơi của các cầu thủ lứa tuổi U23 năm 2001 thì Thái Lan vẫn là đội chiếm ưu thế với 7 lần giành tấm huy chương vàng. Malaysia có 2 lần giành huy chương vàng liên tiếp vào các năm 2009 và 2011. Ở đấu trường SEA Games thì bóng đá nữ Việt Nam là đội tuyển có được thành tích tốt nhất. Cho đến nay thì bóng đá nữ Việt Nam đã 6 lần giành huy chương vàng SEA Games. 2 lần liên tiếp gần đây ở đấu trường khu vực, bóng đá nữ Việt Nam đều đăng quang. Và năm nay thì các cô gái của bóng đá Việt Nam sẽ bảo vệ danh hiệu vô địch của mình ở SEA Games trong các trận đấu diễn ra trên sân vận động Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh. Nhâm Mạnh Dũng, có vẻ như bóng đã đi hết đường biên ngang. Pha đi bóng trước đó của Nhâm Mạnh Dũng là rất ấn tượng, nhưng tình huống sau đó thì anh hơi lưỡng lự một chút trong việc đưa bóng vào phía trong. Chân phải cũng không phải là chân thuận của Nhâm Mạnh Dũng. Ở tình huống đầu tiên khi được đưa bóng vào phía trong bằng chân trái thì Nhâm Mạnh Dũng đã có một pha đưa bóng hết sức chuẩn mực cho Tiến Linh mở điểm trong trận đấu này. Nhưng anh Quốc Hưng có thể nhận thấy rằng là các cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu này có được một sự tự tin rất lớn mỗi khi thoát bóng xuống biên. Nếu như ở tình huống vừa rồi thì có một chút ở khoảnh khắc cuối cùng của Nhâm Mạnh Dũng là thiếu sự hợp lý cho tình huống xử lý mà thôi. Còn trước đó bên phía cánh trái chúng ta đã rất nhiều lần nhìn thấy Lý Công Hoàng Anh thoát đi, và đó chính là sự táo bạo cần thiết để có thể khiến cho hàng thủ của Indonesia gặp khó khăn. Chính xác như vậy, với một hàng thủ chơi thấp và chơi với một tinh thần rất cao như các thủ Indonesia thì chúng ta cần phải có những pha bóng táo bạo như vậy. Và những pha bóng như thế không phải là chúng ta mới thực hiện ở trong trận đấu này, và những trận đấu tập, những trận giao hữu trước khi giải đấu này diễn ra cũng đã được cao thủ U23 Việt Nam thực hiện rất nhiều. Đặc biệt đúng như cái tên anh Tùng đã nói, Lý Công Hoàng Anh chính là người đã thực hiện rất nhiều những tình huống trong những trận đấu giao hữu trước giải đấu này. Những tình huống xuống biên, những tình huống đâm vào nách trung lộ, sau đó thực hiện những tình huống trả ngược và những tình huống tạt bóng cho các tiền đạo phía trong dứt điểm. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đã có một bàn thắng đến từ tình huống đó. Và chuyển bóng hơi đáng tiếc của đội trưởng Hùng Dũng dành cho Nhâm Mạnh Dũng. Kể từ khi vào sân thì Nhâm Mạnh Dũng chơi ổn, anh tương đối xông xáo và có vẻ như khá thích thú khi được đẩy lại vị trí được cho là sở trường của mình. Sau trận đấu này thì vào ngày 8 tháng 5, đội tuyển U23 chúng ta sẽ đối đầu với một đội bóng được đánh giá tương đối mạnh. Đội đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trong trận đấu đầu tiên của SEA Games năm nay, đó là U23 Philippines. Philippines đã có chiến thắng rất đậm 4-0 trước U23 Timor Leste trong trận đấu đầu tiên của SEA Games năm nay. Trận đấu cũng diễn ra ở khu vực bảng A trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ. Ở lượt trận ngày 8 tháng 5 thì đội tuyển Indonesia sẽ được nghỉ, và trận đấu tiếp theo của họ sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 5, họ sẽ gặp đội tuyển Timor Leste. Một ngày sau lượt trận đầu tiên tại bảng A sẽ là các trận đấu đầu tiên của bảng B, bảng đấu có đội tuyển Thái Lan. Và trong ngày thi đấu đầu tiên,
của bảng B, đội tuyển Singapore sẽ gặp đội tuyển Lào. Rồi ngay sau đó sẽ là trận đấu của đội tuyển Thái Lan gặp đội tuyển Malaysia, những đội bóng được đánh giá cao nhất của bảng đấu còn lại. Và xử lý không tốt của Huỳnh Công Đến. Ronaldo, Hoàng Đức, này thì có lẽ cầu thủ số 9 bên phía U23 Indonesia là cầu thủ trẻ tuổi nhất trên sân. Anh năm nay mới 18 tuổi. Ronaldo Quiatek. Việt vị rồi, rất rõ ràng. Nghe nói thì đây là cầu thủ có bố là người Liberia. Bố anh cũng đã từng chơi tại giải vô địch quốc gia của Indonesia. Lúc này thì vị trí của Ricky Kamoya vẫn là vị trí tiền vệ cao nhất trên hàng công của U23 Indonesia. Trong hiệp 2 thì những sự thay đổi người, những sự thay đổi chiến thuật của huấn luyện Park Hang-seo đã phát huy tối đa tác dụng. Trong khi đó thì những thay đổi của huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn chưa có được những gì tốt nhất cho cầu thủ U23 Indonesia. Năm 1991, khi đội tuyển quốc gia Indonesia giành được tấm huy chương vàng ở SEA Games trên đất Philippines, cũng là năm đầu tiên mà bóng đá Việt Nam trở lại hội nhập với bạn bè trong khu vực. Vào năm trở lại đó thì bóng đá Việt Nam chỉ có được một điểm sau một trận hòa trước đội tuyển Philippines với tỷ số 2-2, trong một trận đấu mà cả hai bàn thắng đều thuộc về trung phong Nguyễn Văn Dũng. Vừa rồi là pha tranh chấp có lỗi của Hoàng Đức và thẻ vàng đã được rút ra dành cho tiền vệ của U23 Việt Nam. Đó là pha phạm lỗi với Eki Molona. Vừa rồi đã là thẻ vàng thứ 3 của chúng ta trong trận đấu này rồi. Người đá phạt đó là cầu thủ vào sân trong hiệp 2 của U23 Indonesia, Ambimayu. Quá đơn giản đối với Văn Toàn. Thực tế thì trong trận đấu này, ngoài pha bắt bóng, ngoài pha ra vào không thực sự an toàn trong hiệp đấu đầu tiên thì Văn Toàn vẫn đang chơi khá ổn. Hy vọng rằng sau tình huống đó thì thủ thành của chúng ta sẽ vững vàng hơn, đặc biệt là không còn bị quá căng cứng về vấn đề tâm lý nữa. Văn Toàn đã có một quãng thời gian chấn thương rất dài và anh cũng mới chỉ quay lại với đội chính thức của U23 Việt Nam trước SEA Games một quãng thời gian ngắn thôi. Chúng ta cần phải có những sự động viên nhất định đối với thủ thành số 1 của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Cú nhà bóng của Tiến Linh, nhưng Mạnh Dũng, Hùng Dũng. Wow! Tỷ số được nhân đôi cho đội tuyển U23 Việt Nam. Pha chơi bóng ở trung lộ có thể nói là xuất sắc của cầu thủ áo đỏ. Lại là một pha phối hợp nữa. Một lần nữa chúng ta lại phải nhắc đến không phải là tình huống bao bổng. Và các tiền đạo cao lớn của chúng ta chơi bóng trên mặt đất có thể nói là cũng không hề kém phần mềm mại so với những người chơi hay nhất ở bóng đá khu vực Đông Nam Á vào thời điểm này. Họ chơi với nhau rất nhuyễn và người kết nối cũng như kết thúc là đội trưởng Hùng Dũng. Những cầu thủ trên 23 tuổi của U23 Việt Nam đều đã lập công. Quá đa dạng anh Tùng ạ. Đội tuyển Việt Nam chúng ta không chỉ có những tình huống đánh biên, mà vừa rồi là một pha phối hợp 1-2 ở trung lộ rất hay. Hùng Dũng là người kết thúc. Như vậy là trong hai trận đấu gần nhất ở cấp độ lứa tuổi U23 của các đội tuyển Việt Nam và Indonesia thì Hùng Dũng đều ghi bàn. Không thể chê vào đâu được tình huống dứt điểm bóng má ngoài này của đội trưởng bên phía U23 của Việt Nam cả. Một tình huống mà trung vệ Rico Rahani cũng đã theo rất sát với Hùng Dũng, nhưng đương nhiên là không thể cản được bàn thua thứ hai của U23 Indonesia. Cuối cùng thì những nỗ lực của đội khách cũng đã bị đổ bể. Vai trò của Hùng Dũng, Tiến Linh là quá rõ nét, và đương nhiên là Hoàng Đức nữa. Trong khi đó thì vào lúc này
Ngoài những nỗ lực của hiệp yếu đầu tiên thì những cầu thủ nằm ngoài độ tuổi U23 của các cầu thủ Indonesia vẫn chưa có được những dấu ấn rõ ràng, đặc biệt là cầu thủ nhập tịch người Hà Lan số 6 Mark Anthony Clark. Arianto thì ngoài tình huống cứu thua trong hiệp 1 thì anh cũng chơi không ấn tượng. Và đương nhiên rồi, cầu thủ được coi là quân bài chiến thuật của huấn luyện viên Shin Tae-yong trong trận đấu này đó là số 15 Ricky Kamboja thì gần như là mất hút trong hiệp đấu thứ hai. Và với việc Indonesia đang để thua với tỷ số 0-2 thì vai trò của Ricky Kamboja gần như là bằng không. Lúc này thì U23 Indonesia đang cần sự sáng tạo ở trên hàng công, nơi hàng tiền vệ. Và với một cầu thủ như là Ricky Kamboja thì điều thực sự là không thể. Tôi nghĩ rằng là cho đến lúc này chúng ta càng cần phải nhìn thấy rõ hơn cách tiếp cận của hai đội cho trận đấu đầu tiên. Suýt chút nữa là trận thắng có thể nói là được nới rộng cho đội tuyển U23 Việt Nam với pha tiếp cận của Nguyễn Tiến Linh. Nhưng dường như người chạm bóng cuối cùng không phải là Tiến Linh. Có vẻ sẽ có phạt góc cho đội tuyển U23 Việt Nam. Tôi vừa muốn nói đến câu chuyện tiếp cận trận đấu này của cả hai đội. Nếu như đội tuyển U23 Việt Nam cố gắng kiểm soát trận đấu và hướng trái bóng về phía khung thành đối phương thì vấn đề của đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Shin Tae-yong là chỉ chăm chăm vào việc cản phá, hay nói cách khác là phá lối chơi của U23 Việt Nam. Dẫn đến cho lúc này chúng ta có thể cảm thấy rất là rõ ràng họ không thể kết nối được với nhau. Pha lên bóng của U23 Indonesia thì quá rời rạc. Và ngay cả trong pha bóng Tiến Linh suýt chút nữa nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Việt Nam, chúng ta có thể nhìn thấy xuất phát điểm ở pha bóng đó lại là một pha chuyền bóng rất đẹp của Hoàng Đức dành cho Lemando nơi cánh trái. Khi mà việc Ricky Kamboja đã gần như quá nản với việc phải theo sát Hoàng Đức trong suốt cả hiệp một trận đấu này, và thể lực của anh là lúc này thì cũng không còn đảm bảo để theo Hoàng Đức nữa. Và chúng ta có thể nhìn thấy là Ricky Kamboja vẫn theo Hoàng Đức như hình với bóng, ngay cả khi Indonesia đang bị dẫn trước với tỷ số là 0-2. Và cái chơi như thế này thì thật khó có thể nghĩ tới là cao thủ đội khách có thể có được bàn thắng vào lưới của U23 Việt Nam. Lê Văn Xuân tiếp tục đó, cao thủ U23 Việt Nam. Một điều rất rõ ràng là ngay cả khi U23 Indonesia đang thua nhưng họ cũng không biết làm cách nào để có thể triển khai bóng được lên gần với khung thành của Văn Toàn cả. Nếu như trong hiệp 1 cặp đôi tiền đạo của đội tuyển U23 Việt Nam là Văn Tùng và Tiến Linh gần như không có được sự kết nối, và tôi vẫn luôn muốn được chứng kiến những pha chơi bóng của hai tiền đạo này cùng nhau khi mà đã khá lâu rồi chúng ta không được nhìn thấy một đội tuyển của bóng đá Việt Nam chơi cùng lúc với hai tiền đạo có tầm vóc gần như tương đương như vậy. Khá nguy hiểm, đánh đầu, cú đệm bóng cuối cùng là của Tiến Linh. Thế trận hoàn toàn áp đảo. Hai bàn có vẻ như là chưa đủ. Sóng gió liên tiếp được tạo ra trước khung thành của thủ môn Adi Satria. Tôi nghĩ rằng hàng phòng ngự của Indonesia trận này không may mắn thì có lẽ là không chỉ dừng ở hai bàn thua cho tới thời điểm hiện tại. Một pha bóng mà Tiến Linh đã tiếp cận quá gần với khung thành của Andy Sancho rồi. Rồi là một pha đấm bóng không tốt của thủ thành bên phía U23 Indonesia. Chút nữa thôi thì tỷ số sẽ là 3-0. Nếu tỷ số là 3-0 thì có lẽ người vào sân thay Tiến Linh sẽ là Hồ Thanh Minh. Nhâm Mạnh Dũng không được. Đó là một ý định dứt điểm của Nhâm Mạnh Dũng từ khu vực vòng cung trung tâm. Phút thứ 80 của trận đấu, thắng lợi là rất rõ ràng cho đội tuyển U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Mọi người đã quá lo lắng cho thầy trò viên Park Hang-seo ở chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng trên sân nhà, và sự lo lắng đó đã làm cho chúng ta có thể nói là rất dè dặt với việc hướng tới trận đấu đầu tiên gặp đối thủ lớn nhất tại bảng đấu này là đội tuyển U23 Indonesia. Nhưng trên thực tế là sau một hiệp đầu
chưa có bàn thắng thì chúng ta cũng có cảm nhận rằng là chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát trận đấu theo cách của mình, và không quá lâu sau giờ nghỉ chúng ta đã có được điều mình cần. Và cho đến lúc này của hiệp 2 thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là đội tuyển U23 Việt Nam ở một tầm nhỉnh hơn tương đối đáng kể so với đối thủ. Rõ ràng như vậy, một trận đấu mà chúng ta đã kiểm soát hoàn toàn ngay cả khi đội khách với tỷ số là 2-0. Một lối chơi rất thong dong, rất bản lĩnh của cầu thủ bên phía U23 Việt Nam, Bùi Hoàng Việt Anh. Đó là sự tự tin, nhưng vẫn là một những tình huống phạm lỗi thực sự là rất nguy hiểm của các cầu thủ trẻ bên phía Indonesia. Người vừa phạm lỗi vừa rồi đó chính là cầu thủ có sân tay người trong hiệp thi đấu thứ hai, Ronaldo Quatek. Tiến Long và Hồ Thanh Minh sẽ là những cái tên tiếp theo được huấn luyện Park Hang-seo tung vào sân. Có lẽ lúc này là lúc mà Tiến Linh nghỉ ngơi được rồi anh Tùng ạ. Và trên sân Việt Trì Phú Thọ trời đang đổ mưa. Đây là lúc rõ ràng là một số cầu thủ trụ cột của U23 Việt Nam cần phải được cho ra nghỉ. Chúng ta còn một mật độ thi đấu rất dày ở trước mắt. Tiến Linh ra nghỉ là hợp lý rồi. Thanh Minh sẽ là người vào thay thế. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng mở tỷ số của Tiến Linh trong trận đấu này. Một bàn thắng rất quan trọng cho một chiến dịch quan trọng. Và điều đáng nói là các tiền đạo của chúng ta đã chơi bóng cùng nhau. Họ đã tạo nên bàn thắng có thể nói là rất đẹp này. Niềm vui của ban huấn luyện bên phía U23 Việt Nam. Rất may là thể trạng của Tiến Linh không tập. Thiếu may mắn cho cao thủ U23 Việt Nam. Và ngay sau khi vừa vào sân thì Hồ Thanh Minh đã có tình huống đánh đầu dội cột dọc của cao thủ Indonesia. Một sự thay đổi người khác bên phía đội tuyển U23 Việt Nam là Tiến Long vào thay cho Phan Tuấn Tài. Còn vừa rồi là pha quay chậm lại, tình huống dứt điểm có thể nói là cực kỳ lợi hại với pha trả bóng đầu tiên sau khi vào sân của Hồ Thanh Minh. May mắn đã không đứng về phía cầu thủ người dân tộc Tà Ôi. Cái pha bóng vừa rồi làm cho chúng ta nhớ tới bàn thắng của Thanh Minh vào lưới của U23 Myanmar tại vòng loại U23 châu Á. Và ngay sau khi vừa vào sân chỉ được khoảng 10 phút thôi thì cầu thủ 18 tuổi Ronaldo Quatek lại phải rời sân rồi. Rõ ràng là đây là một cầu thủ còn quá non với những trận đấu như thế này. Không rõ là Ronaldo Quatek có gặp phải một chấn thương nào không, nhưng tôi có cảm giác là chính huấn luyện viên dày dạn Sintayang cũng đang có một sự bối rối nào đó trong cách điều hành đội bóng của mình. Chắc chắn là như vậy, đang bị dẫn trước với tỷ số 0-2 và liên tiếp phải nhận những cơ hội nguy hiểm trên hàng công của cầu thủ U23 Việt Nam. Những cơ hội dồn dập về phía khung thành của Indonesia và như đã nói chỉ có may mắn thôi mới cứu thua cho họ. Cái pha đánh đầu như vừa rồi của Hồ Thanh Minh thì chẳng có thể một thủ môn nào có thể cứu thua được cả. Ngay cả những thủ môn hàng đầu cột dọc thì đã cứu thua cho khung thành của các cầu thủ U23 Indonesia. Một trận đấu mà chúng ta đã lấn ướt hoàn toàn. Thực ra với thế trận như thế này, cùng với quãng thời gian còn lại của trận đấu thì chúng ta hoàn toàn có thể hướng về phía trước để tìm kiếm thêm những bàn thắng. Nhưng với tôi thì 3 điểm cùng với một khoảng cách 2 bàn có lẽ cũng đã là hợp lý. Vấn đề là vào lúc này đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải bảo toàn lực lượng, tránh thêm những thẻ phạt, tránh những chấn thương, những va chạm không cần thiết. Cách đây khoảng hơn 1 phút, tình huống đẩy bóng sang phần sân đối phương của Bùi Hoàng Việt Anh có phần hơi non. Nó không phải là một sự lựa chọn hợp lý vào thời điểm này. Với những pha bóng kiểu như thế này của Hoàng Đức cũng vậy, cần phải hết sức cảnh giác với cách chơi của các cầu thủ Indonesia. Họ là những người luôn thừa sự quyết tâm, thừa lối chơi bạo lực. Thanh Minh, đường truyền quá sâu, pha chuyền bóng là của Huỳnh Công Đến. Thật sự là hàng thủ của chúng ta chơi quá chững chạc trước cầu thủ trên hàng công của Indonesia. Ricky Kambuya, một trận đấu mà anh không chứng tỏ được một điều gì cả, ngoài việc gần như là chỉ theo bám với Hoàng Đức và những pha phạm lỗi với tiền vệ bên phía của U23 Việt Nam. Những
pha lên bóng thực sự hiếm hoi của cầu thủ Indonesia. Mất bóng rồi, Hồng Dũng rất bình tĩnh. Không có lỗi việt vị của Nhâm Mạnh Dũng. Hoàng Đức. Lúc này thì đội tuyển chúng ta vẫn đang kiểm soát bóng. Và đương nhiên là với lối chơi này thì cầu thủ U23 Indonesia sẽ vô cùng ức chế. Đang thua nhưng không có bóng để chơi. Và chúng ta thấy là trình độ của chúng ta có thể nói vào lúc này là đang hơn U23 Indonesia khá nhiều. Và mất bóng của Hồ Thanh Minh. Ferdinand, Egi Maulana, vẫn là Maulana, Witan, quá nhẹ. Một những pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của các cầu thủ Indonesia trong hiệp đấu thứ hai này. Vâng, thực sự là tôi cũng nhớ rằng đó là cú đá trúng đích đầu tiên của cầu thủ áo xanh trong trận đấu đầu tiên của họ ở SEA Games 31. Một trận đấu mà đáng lẽ do họ cũng cần phải có một sự khát khao đẩy trái bóng lên phía trước để chinh phục những thách thức được gọi là U23 Việt Nam. Thay vào đó họ lại chơi quá thiên về những tình huống tranh chấp ở vùng giữa sân, muốn phá lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Tuyệt vời, không phải là bàn thắng dành cho Lê Văn Xuân. Nếu như quả bóng đi thấp hơn độ khoảng 5 cm thôi thì rất có thể đó là bàn thắng cực đẹp. Nhưng vẫn có bàn thắng thứ ba cho đội tuyển U23 Việt Nam. Hàng thủ của đội tuyển U23 Indonesia thực sự đã choáng váng sau cú đá của Lê Văn Xuân. Và họ đã không còn đứng vững ở tình huống tiếp theo. Và người xử lý pha bóng tiếp theo có lẽ là Lê Văn Đô. Một đường truyền của Lê Văn Đô nhưng đã không được kiểm soát tốt bởi hàng phòng ngự của U23 Indonesia. Và làm bất ngờ thủ môn Adi Satria. 3-0, khoảng cách lại giống với những gì mà chúng ta đã từng có trước đối thủ này ở trận chung kết SEA Games lần gần nhất, thời điểm mà chúng ta đăng quang. Chúng ta cùng xem lại pha bóng cực kỳ xuất sắc của Lê Văn Xuân. Đây chắc chắn là một pha bóng sẽ tạo nhiều cảm hứng cho Lê Văn Xuân và các đồng đội ở những trận đấu tiếp theo. Và vừa rồi là pha bóng mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn ai là người đã tạo ra tác động dẫn đến bàn thắng thứ ba của đội bóng áo đỏ. Một tình huống phản lưới nhà của trung vệ Arianto. Rõ ràng là tinh thần của các cầu thủ bên phía U23 Indonesia đã đổ gục sau bàn thua thứ hai của anh Tùng ạ. Một hàng thủ gần như là vỡ vụn. Và với những bàn thua như vừa rồi thì có lẽ là chẳng có may mắn nào có thể giúp được U23 Indonesia nữa. Cho dù trước đó thì một lần cột dọc và một lần xà ngang đã cứu thua cho đội bóng này. Một tỷ số quá xứng đáng với những gì mà chúng ta đã thể hiện. Một lối chơi vượt trội, đặc biệt là trong hiệp 2. Hai Long đã vào sân. Đỗ Hùng Dũng đã rời sân để nhường chỗ cho Nguyễn Hai Long. Đường chuyền của Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Thanh Minh, Huỳnh Công Đến. Hoàng Đức. Băng đội trưởng của U23 Việt Nam trên sân lúc này thuộc về Hoàng Đức. Cú nhà bóng của Lê Văn Đô. Tiếp theo là Hoàng Đức. Cú thả bóng dành cho Hồ Thanh Minh. Phút thứ 90 của trận đấu, U23 Việt Nam chắc chắn có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên. Dẫn đầu bảng A môn bóng đá nam sau lượt trận đầu tiên sẽ là đội tuyển Philippines, khi mà họ đang có hiệu số bàn thắng bại là dương 4. Nhưng cái cách mà U23 Việt Nam vượt qua đối thủ mạnh nhất trong bảng đấu này là U23 Indonesia mới là điều đáng nói.
Maclock. Lê Văn Xuân. Sẽ có 4 phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. Hồ Thanh Minh. Đột phá. Việc sắp xếp những con người của đội tuyển U23 Indonesia trong trận đấu này có thể cũng là một dấu hỏi đối với huấn luyện viên Shin Tae-yong. Ý tưởng kéo Ricky Kamboya lên phía trên nhưng dường như chỉ giữ vai trò kiểm soát Hoàng Đức, tiền vệ tổ chức của U23 Việt Nam, cũng như đẩy số 6 Maclock, một tiền vệ tấn công, một người luôn nổi bật trong những pha uy hiếp xuống sâu hơn, dường như đã khiến cho Maclock mất đi những gì được gọi là hay nhất của mình, trong khi tuyến giữa của U23 Indonesia thì vẫn không hoàn toàn kiểm soát được trận đấu, đặc biệt là trong hiệp thi đấu thứ hai. Long là người vừa phạm lỗi. Hai Long là một trong số những người được tập trung muộn nhất, được đăng ký muộn nhất cho U23 Việt Nam tại SEA Games lần này. Nhưng đó là một trong những cầu thủ nổi bật ở lứa U23 vào thời điểm này. Đó là người đã để lại nhiều dấu ấn trong màu áo của câu lạc bộ Than Quảng Ninh tại V-League. Chắc chắn là màn trình diễn của Hai Long nếu có ở SEA Games này cũng là một trong những điều mà các cổ động viên bóng đá Việt Nam chờ đợi. Hiệp 2 của trận đấu là một hiệp đấu xuất sắc của Lê Văn Xuân. Hoàng Đức. Rất nhịp nhàng. Nhâm Mạnh Dũng. Vitan Suleiman là người gần nhất phải nhận thẻ vàng trong trận đấu này. Pha qua người của Nhâm Mạnh Dũng. Như vậy là trận đấu đầu tiên của hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia trong khuôn khổ môn bóng đá nam tại SEA Games 31 đã khép lại với phần thắng 3-0 nghiêng về với đội tuyển U23 Việt Nam. Một chiến thắng thuyết phục của đội chủ nhà, của đội đương kim vô địch. Tiến Linh, Hùng Dũng và một tình huống đá phản của cầu thủ phòng ngự bên phía U23 Indonesia